Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu Già đây. Khu sự kiện này mới ra lúc nào cũng đông hết người ạ. Mà sao mình thấy mọi người la chán người ơi. Mình thấy sự kiện này cũng hay chứ, cơ bắp liên tục mọi người ạ. Mình thích cái kiểu cơ bắp liên tục như này nè. Mà không biết mọi người như thế nào, mình thấy đa số mọi người la sự kiện này chán. Chắc nó không còn bay nhảy như mấy sự kiện trước nên mọi người chán phải không? Chứ mình là riêng mình là bản thân của mình là mình thích cơ bắp vậy mọi người ạ. Cơ bắp liên tục dồn dập vậy nó mới vui nha. Rồi bên kia là cờ liên của này mọi người ạ. Kết từ ngày của tôi được mà nè. Ok ok. Alo. Yeah. Để tôi gạt cái lúc luôn. Trời ơi, ngon lành. Hình như bên đây còn thằng người ạ. À. Nãy trời ơi, tôi biết mà. Ủa bên đây còn thằng nữa. Thời tới người ơi. Còn thằng nữa. Di chuyển nè. Chạy ngoài. Ô, ok, chạy kìa. Ủa bắn quá, chưa bắn mà chạy bạn. Đợi xíu qua luôn người ạ. À. Sương vô liếm láp được 5 kill người, không làm gì nhiều. Trong nhà nhỏ người, áp sát qua chơi luôn. Nghe tiếng chân nè. Sao đặt núp rồi. Núp nào bạn ơi, gạt luôn. Nếu người hay cho xin một like là khí kênh người có mùi rất nhiều ạ. Từ, máu nước đầy đủ qua nói chuyện như tụi nó mùi ghê. Trong này còn 6 thằng nè. Có chân nè. Còn boss người ạ, tôi gạt luôn. Mày kêu tranh thủ nó quanh kia kiếm tụi nó luôn người ơi. Có chân nè. Trên nóc nhà vậy á. Rồi nó trên nóc nhà vậy mọi nghe tiếng chân trên nóc nhà nè. Ui giật mình nghe tiếng chân trên nóc nhà mà. Ui hên trong này con boss người là lỏ rồi. ngoài bắn kìa, ra luôn cho thủ người ơi. Đang bắn quá trời bắn kìa. Ở đâu vậy? Có ai cho tôi la liếm được bạn nào không? Ủa để tôi. Ấy, trời ơi là nghề của tôi bạn ơi. Rồi bắn luôn. Gẹt luôn nè bạn ơi, gì chứ tôi lẹ lắm. Vẫn còn người phía ngoài nè. Qua luôn. Ok bắn kìa. Này đi đâu. Thanh niên kia cay lắm người ơi. Ở ngoài nè. Qua luôn. Ôi còn thằng. Ôi gì. Định cướp con mồi của tôi nè bạn ơi. Gạt bạn luôn nè. Sao? Định cướp con mồi của tôi nè bạn ơi. 13 kill người ơi, còn 3 thằng trong bay nữa thôi. Từ từ mấy bạn đợi xíu. Này này bắn qua đây người ơi. Ôi, nóc rồi. Gạt luôn, bạn diệt nóc đi, còn cái ớt thì để tôi. Gì chứ mấy vụ này tôi lẹ lắm. Nó bắn ở đâu ta? Hình như cái trụ này, trong cái trụ này nè. Ớt được đạn nó nha mọi người ạ. Nghe tiếng chân nhảy trên đây nè. Ở đâu ta? Ủa, hay là ở trên mọi người ạ. Hay là ở trên nóc luôn, có người đắp vụ xuống, Đó, vụ xuống rồi bạn ơi. Khỏi đầu thai luôn nha. Ủa hình như thằng này bắn nó trên trụ mọi người, hình như nó hồi sinh trên nóc á. Con chân dưới nè. Con ngoài kia người đắp vô xuống nữa kìa. Tụi đây bạn ơi, ngó ai cho nó vậy. Có thằng ở trên nóc người ạ. Có thằng trên nóc bắn xuống à. Nhưng mà giờ không thấy đường nó bắn người ơi. Hướng bên kia này có mấy thằng đắp vô xuống nữa người ạ. Hướng bên đó đó. Chạy đi. Ai đây? Mùi giật mình người ạ, boss. Bắn quanh kia quá trời luôn kìa. Này vô nhà mọi người, vô nhà chắc ăn nha. Đứng ngoài trống lắm, sợ bị bắn lén người ạ. Giờ không biết tụi nó ở đâu người ạ, xuống bất ngờ lắm. Có đi chân nè. Ô, đây là boss người ơi. Gạt luôn. Còn thằng trên nóc trụ người ạ. Trên cái trụ đó. Nếu mà nó hồi sinh xuống thì nó không có đồ luôn nha. Nó cũng không có đạn nhiều đâu. Bây giờ nó không dám bắn nhiều rồi, tại nó hết đạn rồi. Hướng chừng phía ngoài nè. Bên tay phải nè. Bên tay phải, hướng bên tay phải có người nè mọi người ạ. Chỗ bơm kìa. Giờ ngồi để quan sát người, trong đây còn 6 thằng nữa mọi người ạ. Hơi chừng phía ngoài bên tay trái mình nữa nè. Mình tỉnh mọi người, giờ bang sợ bị bắn lén quá. 18 kill mọi người. Ui chà, xương nãy giờ 18 kill rồi ta. Bắn không dữ ta. Combat liên tục luôn mọi người ạ. Mình thích kiểu combat như vậy nha. Ngoài đây bắn này, chắc mình vòng qua đây mình bắt tụi bên đây mọi người ạ. Cái khu sự kiện này mình thấy là vô luyện độ phản xạ là hơi bị đỉnh người ạ. Cơ bắp liên tục vòng mình đã tăng độ phản xạ của mình lên. Rất là hay luôn nha mọi người ơi. Còn mấy cái skill nó mình không có đánh giá cao nha. Mình thấy mấy cái kỹ năng nó hơi bị phế người ạ. Nhưng mà bắn liên tục thì mình thích nha. Ủa thấy gì đây trên đây nè. Đây nè. Hở cái đầu nè bạn ơi, đứng nó bắn nãy giờ nè. Ông ngoài cái chân nè mọi người ạ. Mình như trong cái nhà tròn người ơi. Thằng trên kia chắc kệ đi mọi người ạ. Nó bò xuống nó chết giờ.
trong 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 nhà tròn, trong nhà tròn. Kìa kìa, hở hở cái mùi để ốp lựu đạn vô nha. Ui gì tóc quá, gì tóc. Ui tóc có thằng nữa. Đấy à. Ui tao qua có thằng trên tóc mày. Ui nhảy xuống rồi, nhảy xuống kìa. Ra chơi tôi luôn à, ra chơi tôi luôn à. Qua này, qua này, qua này. Ui gì vậy, ra đây, ra đây, ra đây. Nó bồn còn rồi, qua đây, qua đây. Ui từ 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 bắn. Ui. Ây da, chạy vô không kịp người à. Vãi, ba thằng, bốn thằng luôn. Không sao, chúng ta vẫn còn một lần đầu thai mọi người ạ. Cái tù thánh giáp mình nhớ tên tụi nó, nãy mình giết tụi nó một lần. Ui chết ba rồi. Trời ơi, ngu người luôn. Pha phi xe đi vào lòng đất luôn người à. Tới công chuyện thiệt chứ. Làm lại chặn nữa người ơi. Chưa gì thấy lõ lõ rồi đó. Ôi chết bà, tụi nó xuống trước rồi. Vô nhà, vô nhà, vô nhà, vô nhà. Ê, cái shotgun, cái shotgun. Của tôi, của tôi. Ui nó lụm rồi. Chạy, 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 chạy. Nhanh, 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 nhanh. Ủa súng đâu hết trơn nhỉ. Ủa súng đâu, súng đâu, súng đâu. Ở đây có bây giờ, có bây giờ mọi người. Khu này mà thằng nào súng trước, có súng trước thì đó làm vua mọi người. Còn mấy thằng như mình là chạy tuột quần luôn. Vãi à. Thằng có bắt ở đây mọi người. Giờ xíu kiếm thêm cây súng ở đây rồi. UAP à. Qua chơi tụi nó luôn mọi người. Thằng lấy ít đạn mọi người ạ. Rồi thằng nào hồi nãy đâu lầm súng đâu, gọi lùa tôi đâu. Tụi nó bên đây mọi người, qua chơi luôn, qua chơi luôn. Có thằng ngồi kia. Kè ai vậy bạn ơi. Ui. Kè nè bạn ơi, kè cũng chưa ngồi chứ. Gạt cái rồi tới tiếp. Phía trong này, phía trong này. Vô chơi luôn, vô chơi luôn. Ui hai đạn, hai đạn. Ui chạy ra, chạy ra. Từ từ, từ từ, từ nè bạn ơi, từ từ nè bạn ơi. Nhào vô, tiếp chiêu, tiếp chiêu. Gạt bạn luôn nè. Con thằng này nè. Nãy cầm S686 lùa tôi mà. Ghê lắm mà. Quá trời đông luôn người ạ. Khu này lúc nào xuống cũng hai mấy thằng. Tụi nó cơ bát còn có mười mấy thằng nè. Cơ bát liên tục luôn người, bởi vậy nó chết lẻ lắm. Tụi nó hồi sinh xuống nó mới đông thôi. Vòng qua đây có tiếng súng bắn vào đây người ơi. Phía ngoài nè, phía ngoài nè. Ê ấy à, chạy luôn, chạy luôn. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy thanh niên, gì vậy thanh niên? Qua luôn người, yếu rồi, yếu rồi. Có chân bên đây nè, có chân bên đây nè. Trong nhà, trong nhà, trong nhà, chơi tôi trong nhà này chứ người ạ. Ô, hai thằng luôn. Hai thằng luôn. Gạt hết, gạt hết, gạt hết, gạt hết. Bion này bắn ngon người ạ. Đạn nó ra rất là đầm luôn nha. Chắc trận này mình bắn combo SMG luôn rồi. UMP với Bion luôn nha. Quậy đục nước cái map sự kiện luôn nha. Ô chạy ngoài. Ô thằng này chưa có súng nhiều vậy. Ui giờ này mình chưa có súng bạn ơi. Vô khu này mà không có súng là bạn chỉ có lỏ thôi bạn à. Ở đây những con bát thôi. Qua luôn, qua luôn. Úp cháy lửa qua. Trời đại người ạ. Trời đại qua. Chúng ai chúng nè. Trong nhà nè, trong nhà nè. Trong góc nè, trong góc nè. Ui bắn luôn rồi, ghê ghê, ngồi im đi bạn ơi. Không chạy ra luôn, ui, cho lửa coi, cho lửa. Trời lửa đó bạn ơi, muộn rồi. Bành sát, ui. Ui ăn được mạng luôn mọi người á. Ui hai thằng ở đây hả? Hai thằng ở đây nè, ngon lành. Còn xuống phía ngoài mọi người, còn hai thằng nữa nè, đợi xíu. Rồi rồi, mới bắn bắn đâu hướng ở đây nè. Ui cái chân của con zombie mọi người. Ở đây, có chân người luôn nè, có chân người luôn á. Rồi tôi thấy rồi nha, tôi thấy rồi nha. Mấy zombie hay bị lộn đó mọi người ạ. Qua nè, qua nè. Ở ngoài nè, ngoài nè người ạ. Núp bạn, chạy đâu vậy thôi. Chạy nè bạn ơi. Gạt bạn luôn nè. Ủa cái khu vàng vàng bên đây nè mọi người ạ. Nó có tính vô cái thẻ hồi sinh không ta. Lúc mình đáp dù xuống này nó có được có thẻ hồi sinh không mọi người ạ. Này mình vô đây nó bị tối thui nè. Không biết nó có thẻ hồi sinh không ta. Ủa có người luôn rồi, có người luôn rồi. À, chạy đâu. Chạy nè bạn ơi, bị zombie dí à. Dí rồi chạy, núp nè bạn ơi. Ủa tại sao mà kia nữa. Ủa ngoài kia dí ra xa chạy cà gọi dí luôn, dí luôn, dí luôn. Đợi tôi xíu bạn ơi, đợi tôi xíu bạn ơi. Tôi tới đây, tôi tới đây. Lùa luôn người ạ. Ui chạy lẹ quá người ạ. Ui còn đụng gốc cây rồi. Xong xong xong. Ủa vậy vậy. Nhảy nè bạn. Ui gì vậy, gì vậy, gì vậy. Xe hết xăng sao nhảy xuống vậy bạn. Lụm bạn luôn. Ủa có súng thính luôn nè người ạ. Rồi ngon ngon ngon, lụm luôn, lắc đi bắn người ạ. Bọn tiền kia có chiếc mô tô của ai nè người ạ. Nào lũ mô tô dính đây vậy. Thì chắc có người mới để mình đảo cái. Ủa có này, có luôn này, có luôn này, có luôn này. Bắn à. Bắn nè bạn ơi, bắn nè bạn ơi. Thấy tôi lo né đi. Ủa tiếng chân nè. Có tiếng chân nè bạn ơi. Ui còn. Gì vậy? Cái gì đó bạn ơi, 1249 nè. Gạt hết vô nhà hiệu máu nguồn ghê. Mới nóc thôi. Thêm mà chắc còn người, mới có 3 thằng thôi. Trời ơi, combo SMG đã bắn ngon người ạ. Bion bắn ổn phết. Đạn ra rất là ổn định luôn nha người ạ. Xấy xa cũng tốt mà bắn cận chiến cũng ngon người ơi. Ui bi cầm hờ thôi nha. Còn ai không?
tao lại mày. Mình đảo khu sự kiện bên đây không thấy ai mùi ạ à. Mà sao chiếc bút ghi mình chỉ có skin mùi. Chắc mình chưa tải gói tài nguyên. Bởi vậy thằng thánh giáp hồi nãy mùi thằng thánh giáp quả chẳng trước. Mình đâu có thấy nó mặc thánh giáp đâu. Khỏe thật chứ. Đi săn không mùi. Ui tí xe. Ui chết bà rồi. Ui thằng ông nội đâu ra vậy. Ui xong 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 ra đây, ra đây. Gạt thằng này cái tiếp. Còn thằng trong nhà, còn thằng trong nhà mọi người. Từ từ bạn ơi, ra đây, ra đây. Từ từ. Xí bạn ơi. Xí nè bạn ơi, xí rồi. Ui, bi sinh nhật nè bạn ơi. Trời ơi, dí tôi à. Dí nó đi. Đang chạy đó, mấy thanh niên này là lùa tới mọi người. Giật cơ mình à. Thôi, lúc đầu đi săn thôi. Đi thôi, đi kiếm kill thôi. Ô, có tiếng mô tô. Ủa gì à? Nhảy xuống chơi luôn kìa. Ui, gì bạn ơi. Trời ơi, bạn tưởng tôi còn im, tôi lao tới cho bạn bắn à. Dễ nhai tôi lắm. Hình như chung team với tụi này nè người ơi. Vô nạp mạng luôn người ạ. Tới không chuyện bạn gầu, đi tiếp thôi. Ủa nãy mà thấy ai bắn thính như này mà ta. Một chiếc máy bay nè người. Ủa, ngồi cái thính đâu ta. Ủa, rõ ràng mình thấy ai bắn thính như này mà người ạ. Kỳ vậy ta. Đâu ta. Ủa, đây. Trời ơi, ngay mình luôn người ạ. Không thấy luôn. Hèn chi mình thấy có người bắn thính trên đây mà sao mình chạy lên không thấy đâu hết trơn. Lên đây chơi luôn người ạ, lên đây chơi luôn, có người bên đây tay phải mình kìa. Ủa thấy mình rồi. Ghê. Bắn đi. Đứng đây bắn xuống người ạ. Rình bắn lén người. Kìa ở dưới kìa. Có ngon chạy ra lượm thính đi, Ngó kìa, ủa thấy mình thì gì ta. Có thằng ở bên tay trái mình rút cây nè người. Ủa bắn luôn à. Ủa chân. Ủa. Ui thằng ông nội đâu ra vậy? Thằng ông nội đâu ra vậy? Dạ còn thằng ông đây nè. Bình tĩnh fan. Dưới đây còn hai thằng gì mùi ạ? Một thằng gốc cây với thằng bên đây nè. Đớp lựu đạn qua thằng gốc cây trước nha. Lựu đạn nè bạn ơi. Sấy ghê vậy bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Nếu người thay cho mình xin một like, đăng ký kênh nhiều các mùi rất nhiều ạ. Đây một trái nè bạn ơi. Chính chóng rồi. Ngó cái nữa đi. Ui trời bơ mình quê. Đẩy luôn. Nóc con người áp sát qua chơi luôn. Hình như còn thằng thôi người kìa. Đâu rồi bạn ơi. Ui đang còn cứu đây, còn cứu nè. Cứu nè bạn ơi. Ui chạy. Ui xíu là lũ dính kia luôn rồi. Qua đây. Ui dính hết fan. Ui. Nằm nè bạn ơi. 22 kill người. Ui. Ủa có ai chơi bơ mình vậy? Ủa, có người chờ bơm mùi ơi. Từ nha, có ai chờ bơm á. Ui, chỗ nước kìa. Ủa, ai vậy? Thanh niên nào vậy? Thanh niên nào tới kiếm tôi gì vậy? Người tạo thử mùi ơi. Ủa, có smoke nè. Ủa, hai thằng. Ui, bốn thằng mùi ơi. Một thằng đứng gốc cây, một thằng bắn AUG nữa. Ui, chết bà, tên bốn. chạy. 36 kế, tẩu thượng sách. Hên là thằng ấy mình không dừng, mà dừng lại cái là lỏ rồi. Hên vẫn còn linh tính mùi ơi. Chứ bình thường là mình thấy tụi nó là mình thắng xuống mình nhảy xuống mình chơi đó. Hên là nay mình không thắng người ạ. Thắng là nãy mà thắng xuống là lên thiên đàng rồi. Ok tụi nó người đi bo luôn. Tụi này ngoài bo rồi, đi bo trước nha. Dòng lại chơi luôn. Bây giờ mình chạy tụi nó nói mình nhục người không thể nào được. Ôi tụi nó đang bắn trên đó kìa. Ủa có team khác lên nữa nhiều người đang cơ bát. Rồi. Người thứ ba luôn có lợi tụi tới đây. Ủa cơ bát phía trên người. Con nào kìa, để tôi. Bị nóc phải không bạn ơi, ngon lành. Con kìa. Ui da. Ủa, hình như có thằng nào gần mình nè mọi người. Có nào gần mình nè. Sau nhà nhỏ mọi người, để cho nó ăn lựu đạn nha. Ủa, chạy ra nè. Mày ra đây. Mày ra đây, ui. Quán nhẹ không chết kìa. Trời ơi lỏ nữa. Trời khúc máu người ơi. Thằng này chắc chấp ba rồi. Trời ơi bắn gì mà không chết vậy. Cái thằng này nãy mình cho nó ăn lựu đạn trong khu sự kiện nè. Vãi tem còn ba thằng luôn. Rồi lại lỏ người ơi. Hôm nay là ngày lỏ rồi. Đen thế nha. Tuy không được top 1 nhưng mình cũng đã cố gắng hết sức người. Nếu mình hay cho mình xin một like, đăng ký kênh, cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.